Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ nấu món đó là canh chua tôm nha các bạn. Mình đã đi chợ mua về hết trơn rồi. Một xíu mình sẽ quay canh chua tôm có những rau này kia các bạn xem nha bạn. Đó, bạn thấy video này hay và đăng ký kênh, chia sẻ để mọi người xem nha bạn. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Chúc các bạn một ngày thứ bảy vui vẻ nha. Chào các bạn nha. Đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ quay những có những gọi mình có rau gì và những gì để nấu được một nồi canh chua tôm nha bạn. Đó, bắt đầu mình sẽ quay tại các bạn xem nha, rồi mình sẽ mời các bạn cùng vô bếp với mình nấu luôn nha bạn. Mình đi chợ mua về rồi, đó là canh chua mình nấu đơn giản thôi nha bạn. Đó, mình nấu đơn giản thôi. Tôm đây là tôm là bạn mình mua tầm 30-40 ngàn vậy đó bạn. Nó về mình sẽ nấu một tô canh chua tôm thôi nha bạn. Đó, tôm nha, nãy sáng giờ tôm nó bị chết rồi. Đó, tôm nha bạn, canh chua gồm có củ bắp và giá thôi nha bạn. Nó mình ăn đơn giản vậy thôi, thích ăn rau muống, ai thích ăn rau muống và thích ăn cà chua thơm gì đó mình sẽ bổ sung vô thêm nha bạn. Mình thì mình nấu chỉ có vậy thôi, đơn giản vậy thôi nha bạn, nó với cục me thôi. Bắt đầu mình tiến hành mình vô mình nấu nha. Đó, vậy thôi nha bạn. À, mình đã rửa xong hết trơn bạn. Đó, củ bắp này chút xíu mình sẽ sắc ra một cái, mình sẽ sắc ra 2 cục, mình cắt đứt các đồ bỏ nha bạn. Đó, và giá hẹ và giá thôi, chứ đồ bắp thôi nha bạn. Canh chua bữa nay đơn giản nha. Và tôm mình cũng lặt đồ ra nha bạn, để lại cái mình nấu thôi nha bạn. Đó, nguyên liệu vậy thôi nha. Và mình chỉ cần 2 thẻ ớt và 2 tép tỏi nha bạn, với cục me. Nó xong nha bạn. Đó, xong một nồi canh chua tôm nha bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình nấu nha. Đây bạn, mình sẽ đổ tôm như trước, mình cháy tôm nha bạn. Đó, cho nó đỏ đỏ xíu, mình cháy sơ sơ thôi. Đó, hoặc là mình sẽ tiến hành mình cháy trước như thế này cho nó thấm gia vị vô con tôm nha bạn. Còn mình sẽ đổ nước vô mình cháy tỏi luôn rồi nó sẽ không có thấm vô miếng tôm bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp xíu, mình sẽ trộn lên đều nó sẽ tạo thấy màu 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 tôm nó đỏ đỏ các bạn. Đây, đó, nó rất là thơm nha bạn, vừa thơm vừa tỏi vừa thơm tôm là nó thấm vô tôm nó mới ngon nha bạn. Rồi mình sẽ bật bếp, mình sẽ đổ nước vô nha bạn. Đó, đổ nước vô, mình sẽ đổ nước vô gì nha bạn. Đó, mình nấu vừa ăn nha bạn. Đó, mình nấu một tỏi thôi nha. Rồi khi nào đợi nó sôi mình sẽ đổ rau đổ bắp vô này cho đầy đủ nha bạn. Các bạn nhìn thấy thì muốn ăn luôn các bạn, cũng bài luôn, rất là ngon nha bạn. Chấm nước mắm siêu cay nè, thiệt là hết sảy luôn nha bạn. À, nó đã sôi rồi nha. Đó, một nồi canh chua tôm đã sôi nha bạn. Bắt đầu mình sẽ bỏ mấy trái đồ bắp vô trước nha. Mình bỏ nguyên trái luôn nha bạn, chứ mình không có sắc luôn. Bỏ nguyên trái cho nó cắt ra nó ra chắc hết rồi. Đó, mình sẽ bỏ nguyên trái luôn nha. Đó, mình là món độc lạ các bạn ơi. Bỏ nguyên trái luôn, mình không có cắt nha bạn. Bắt đầu mình bỏ đồ bắp vô trước nha. Đây đồ bắp này, mình sẽ bỏ vô trước nha các bạn. Xấu quá trời à. Đó, bỏ đồ bắp vô trước nha. Có đã luôn. Đó, mình thả đồ bắp vô trước. Thả nguyên trái luôn, mình sẽ quậy lên một vòng nha bạn. Đó, cho nó không có bọt nha bạn. Đó. Đó, cho nó tái tái xíu mình sẽ đổ giá vô nha. Đổ giá vô nồi luôn. Đó, phần giá này mình sẽ đổ vô hết luôn. Các bạn. Đó, đồ bắp kinh trước đây mình sẽ đổ giá vô luôn nha. Đó, bắt đầu mình sẽ đổ giá vô luôn nha bạn. Đây giá đây rồi, nó sẽ đổ vô hết nha. Đó, đổ vô luôn, giá đổ vô luôn. Đó, đơn giản vậy thôi nha bạn. Đây bạn, là xong rồi đấy bạn. Đợi nó chín xíu mình sẽ tắt lửa nha. Còn thiếu một cái nữa mình sẽ dầm me ra nha bạn. Mình sẽ dầm me ra mình đổ vô nồi nha bạn. Đó, như vậy thôi rất là ngon nha bạn. Me mình dặm ra mình lấy nước thôi nha, mình không lấy hột nha bạn. Đó, mình dặm cái nào mà nó nếu có đục lại á nó là nó sẽ hết chất trong me nha bạn. Rồi mình sẽ đổ vô nồi canh chua nha bạn. Đây, mình dặm tiếp thêm một lượt nữa nha. Đó, mình sẽ không có lấy hột nha bạn. Đó, mình sẽ múc nước trong đây luôn, nước trong đây mình đổ vô me tiếp tục lần hai nha bạn. Đó, lần hai rồi mình dặm tiếp để cho nó hết phần thịt nó đi, còn phần hột mình sẽ đổ bỏ nhé. Thế là mình cũng đã hoàn thành một nồi canh chua tôm nha bạn. Đó, bạn thấy chưa, quá ngon quá đỉnh luôn nha bạn.
Rất là ngon tuyệt vời nha bạn. Cái này mình sẽ chấm nước mắm siêu cay nha. Chút xíu mình làm nước mắm sao nha bạn. Đó, các bạn thấy ngon chưa? Trái mình đều được bóc cả trái luôn nha bạn. Đó, quá đã nha bạn. Chút xíu mình sẽ múc mời các bạn ăn với mình nha. Bắt đầu mình sẽ bưng xuống ăn nha bạn. Mời các bạn ăn với mình nha. Đây bạn, đó là canh chua tôm nha bạn. Đây. Đó, chấm nước mắm siêu cay nữa nè. Quá ngon nha bạn. Bạn thấy video này hay cho mình một like, chia sẻ kênh người cùng xem nha bạn. Các bạn thích canh chua tôm thì hãy bình luận ở dưới nha, để mình làm được món mới nha bạn. Ngon quá, ngon nha.